đăng ký nếu mà chưa đang không có đủ giấy tờ thì các bạn muốn gọi ở phía sau giùm chị, bởi vì đây là ảnh hưởng chung đến cái không gian của bạn hơn các bạn. Chị sẽ có ba đối tượng casting là nam người mẫu, nữ người mẫu và một bộ sưu tập đặc biệt dành cho các bạn unisex, đó là bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Đông Vũ. Thì cái kỹ năng cách thức của các bạn unisex sẽ phải là cái kỹ năng thật là chuẩn, bởi vì các bạn biết nhà thiết kế Lê Đông Vũ sẽ làm những bộ trang phục rất là lộng lẫy, rất là cầu kỳ và rất là khó xử lý về cách thức. Cho nên các bạn đi hôm qua cũng có một cái bạn tới học với chị ở Xuân Lan Academy cũng là unisex, nhưng mà bạn ấy đi thì chị chia sẻ luôn là các bạn unisex có cái xu hướng đi là đi rất nhanh và đẩy rất là nhiều, đẩy rất là nhiều, nhưng với những cái bộ sưu tập thì giống như là bó chân hoặc là như thế nào đó thì các bạn phải thật là chuẩn, thật là chắc cái chân của mình. Với những cái bộ sưu tập có những cái bộ trang phục nó rộng tới tận tới 3 mét thì nó rất là nặng. Thì anh Lê Đông Vũ là những người mà là người là chuyên môn làm những bộ sưu tập ấn tượng cho các hoa hậu đi thi. Thì với các bạn, nếu các bạn diễn biết trong cái bộ đó thì các bạn tập lại cái kỹ năng khác với của các bạn cho thật là chắc, thì một lát lên đây diễn hết sức bình tĩnh nha. Chị hứa với các bạn rất là lâu rồi là có một chương trình thời trang thật sự đặc biệt, thật sự chuyên nghiệp, và các bạn sẽ được đặt đúng vị trí để được tôn vinh như một người chuyên nghiệp đẳng cấp trong một cái chương trình. Lần này các bạn đã xem về sân khấu chưa? Các bạn vào quay fanpage Runway Fashion Week hoặc là Việt Nam Junior Fashion Week hoặc là Xuân Lan Academy, các bạn sẽ thấy clip về sân khấu. Thì hy vọng rằng đây là một cái sân khấu làm cho các bạn cảm thấy tự tin và có thể gắn bó với lại cùng với thời trang Việt Nam Junior Fashion Week. Và bây giờ chị sẽ chờ khoảng 10 phút nữa để chúng ta bắt đầu nha. Thank you.
được hình ảnh của bạn là cái hình ảnh đáng được trân trọng và các bạn phải xứng đáng được ghi nhận như là những người mẫu tiêu biểu khác. Tại vì với chị cũng là một phần nào. Cái thứ hai nữa là chia sẻ với các bạn về cái talk show chuyện hại nói với xung quanh và chị luôn sáng được hình thật. Thì sẽ có hai cái đề tài chị mở ra cho cộng đồng của Sông Châu Phi. Thì sẽ phát sóng vào tập 5 cùng với khách mời là Vương Vương Trần. Và một cái tập là tập 7 hay tập 8 gì đó cũng về cộng đồng LGBT. Thì đây là những cái thực ra là cái sự quan tâm của chị đối với cộng đồng. Và chị biết thực ra cái người lan tỏa cho cộng đồng về những thông điệp đúng đắn, về cái việc an tâm, về việc đón nhận và cái sự kỳ thị của những người khác dành cho cái lứa của mình, nó đang vẫn chưa được quan tâm. Thì khi chị phát sóng những tập đó, chị với các bạn chính là những người chia sẻ thông điệp. Bởi vì mình làm cái gì mình cũng phải có một cái chiến dịch. Và khi giống như qua chị làm đề tài về trẻ em, thì chị kêu gọi tất cả những bà mẹ nghệ sĩ chia sẻ về trẻ em để làm tổng thông điệp của trẻ em. Nhưng đến khi chị làm về cộng đồng LGBT thì chị bất ngờ rõ những bạn bè trong các LGBT sẽ lan tỏa thông điệp để làm sao để cho các ba mẹ hoặc là những người khác nhìn vào, thay vì kỳ thị thì phải yêu thương các bạn nhiều hơn, phải tạo điều kiện để tôn trọng các bạn nhiều hơn. Thì hôm nay là một lần nữa chị rất là ghi nhận cái sự nỗ lực của các bạn và chị thấy những cái ánh mắt của các bạn, cái đam mê của các bạn, những cái bước chân và cái nỗ lực của các bạn đó là điều rất tuyệt vời. Nhưng với chị Lala thì dần dần những cái gì chị làm cho các bạn đó là từng bước một. Thì đầu tiên mình sẽ có một show, chị hy vọng rằng những tuần lễ sau các bạn sẽ chuyên nghiệp hơn và các bạn sẽ có nhiều đặc điểm hơn nữa. Tuy nhiên đây là chương trình chính thức của một cái tuần lễ thời trang lớn mà có một màn dành riêng cho các bạn đang yêu sách. Đó là một cái điều mà chị cảm thấy chị hết sức hạnh phúc và rất là cảm ơn chị đã theo dõi. Rồi, chị chia sẻ như vậy thôi. Thì các bạn nào được chọn thì chúc mừng các bạn, nhưng các bạn nào mà chưa được chọn thì chị khoan hãy buồn, bởi vì chúng ta nghĩ làm sao trong cộng đồng của chúng ta được trân trọng, được chia sẻ, được ghi nhận thì chúng ta ủng hộ cho những người còn lại để làm sao cái hình ảnh của cộng đồng của mình được sống, mình được lan tỏa và mình khẳng định với tất cả mọi người rằng mình là những người rất là giỏi. Rồi cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin chào và bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở trong show. Mình sẽ có những cái buổi tập, những cái buổi thử đồ và các bạn phải về, nếu các bạn được chọn về hoàn thiện kỹ năng các thứ thật là chắc. Chị không muốn các bạn diễn sớm. Và chị nói tại sao chị muốn đây là một cái chương trình thực sự chuyên nghiệp cho các bạn. Chị không muốn các bạn bị nhìn nhận là ở trong diễn kiểu gì cũng ra lô tô. Thì điều đó là điều chị không muốn. Chị muốn khán giả nhìn nhận các bạn chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn, xinh hơn, lộng lẫy hơn rất là nhiều. Các bạn hiểu tinh thần của chị nói không? Tinh tế lên và sang trọng lên vì cái nỗ lực của mình, tình yêu của mình. Giống như khi chị chụp hình makeover cho Linh Ly á, thì Linh Ly nói là em quen là mặt đặc. Bởi vì khi em là mặt đặc thì người ta mới nhìn thấy em giống con gái. Thì chị nói không phải. Cái nữ tính là từ ở trong. Mình có cái sự nữ tính thì mình chỉ cần nhẹ nhàng xinh xắn thôi, thì người ta sẽ nhìn nhận mình theo cái nữ tính đó. Chứ không cần phải đậm đậm lầm lầm thì nó sẽ ra nữ tính. Thì mình sẽ thoát ra khỏi cái tư duy của một cái người sẽ làm đậm và làm cái kiểu là mình học nhiều khi không có phù hợp với gương mặt của mình. Thì sẽ có những chuyên gia trang điểm đứng sau lưng của các bạn để làm. Và đây là cái bộ sưu tập lấy ý tưởng từ cái bộ bộ ảnh của Hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân chụp với lại các bạn LGBT. Thì chị bộ này các bạn sẽ được diễn chung với Hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân nữa, vì đó là một cái đại sứ để cái cộng đồng LGBT. Chị Xuân Lan là người đứng ra sản xuất. Thì chúc cho các bạn cả sáng trong đêm diễn. Chúng ta sẽ diễn vào tối ngày 30 tháng 10. Và bộ sưu tập của anh Lê Lộc Dũng là bộ kết cuối của ngày đó. Thì các bạn chị sẽ cố gắng dành một vài vé mời dành cho các bạn được chọn để mời những người thân yêu của mình đến xem ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã đến đây. Đây là đêm, một số bạn là đêm cắt thứ hai. Thì Dũng cảm ơn các bạn hôm nay đã đến. Thật sự ra ai cũng rất đẹp và Dũng cũng chặt lắm. Nhưng mà có một số bạn sẽ được chọn, và các bạn là Dũng sẽ xin lỗi hẹn đến chương trình lần sau thì xin các bạn đừng buồn.
và cũng rất mong là tụi mình sẽ cùng nhau ủng hộ và đến trong cái đêm diễn ngày hôm đó. Và Dũng cũng nói luôn là cái phần đầu tiên mình diễn nam nữ thì cái phần mùa đông và cái phần mùa xuân sẽ dành riêng cho LGBT, không có ngoại trừ Hồ Khánh Nhân sẽ tham diễn một phần đặc biệt, còn lại là LGBT mình nấu đến sẽ diễn. Và Dũng muốn là các bạn được chọn làm ơn bung lũ hết cỡ, nhưng mà có điều là trên dày 22 phân thì các bạn nhớ kiềm chế giùm ha, có bung thì bung bên trên, còn đi các bố thì nhớ cẩn thận dùng, nó không gì ha mấy bạn ha. Còn hôm nay dù kết quả thế nào thì đi nữa Dũng và chị Minh Châu cũng sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến tham dự ngày hôm nay.